Dạ, nó giật mình rồi. Sao con này nó dữ quá à? Không, cứ cho nó ăn bình thường. Đó, nó cắn luôn rồi, cho nó ăn rồi, nó cắn rồi. Nãy cho nó ăn rồi, mấy đứa kia lại làm nó sợ. Núi khỉ V3. Chú đăng ký kênh cho. Lát chiều coi có. Chiều có nhiên. Cái xe mình cho vô trong luôn chị. Đấy, treo nữa. Hello. Nãy giờ quay cha không á. Xa ra mới thấy, còn con để cái mặt sát vô là không thấy. Hồi nãy đó lại là nó đã giật ở trên. Đó, thấy rồi đó. Chào bác ơi. Đó, đúng rồi. Rồi, phát biểu đi con. Ô wow. Ô. Nhớ đăng ký kênh cho chú nha. Cảm ơn con. Cái nào mà có cái mặt con lơ là con nói thùng rác đàng hoàng.
Tiền nào á. Mình là các bạn nó xin lui gian chút nữa mới thấy. Ừ đúng rồi. Chậu không xuống rồi. Trời ơi, đẹp trai quá. Đây ơi, làm cho ly trà đá. Đây cái ly lớn đó con. Có gì không? Lấy hột đậu qua cho con khỉ ăn à con. Chân vui bước mê say, đôi cùng tim cùng say nồng say.
nhớ nhớ anh bên này, mình vai cùng vai đắm say. Cho câu hát xa bay, cho niềm tin tràn dân ngày mai. Nhìn vân trắng khoe treo lãng lơ, ánh mắt em xanh như bài thơ. Và tình đôi ta như muôn bạch ca, nghe hồn chơi với người yêu hơi. Nó cũng vui lên anh ạ. Nó cũng vui lên anh ạ. Nó cũng vui lên anh. Thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay. Mình quay cuộn trong ngất ngây. Phù hợp với đi biển nha mọi người. Núi khỉ đi ba. Mấy dáng con tên gì? Con tên gì? Hả? Minh Nhật. Lê Minh Nhật. Dạ. Cái này. Ở tụi nó khó đang qua khỏi cái cuốn mà nói chuyện.
Chú đặt cái tiêu đề là gia đình của bé Minh Nhật, núi khỉ Viva, gia đình bé Minh Nhật, đúng không? Bắt chiều kiếm cái tiêu đề đó coi nha. Bye bye. Bye.